Sở thích lạ lùng của cụ bà Việt Nam sống lâu nhất thế giới. Sống qua 3 thế kỷ, cụ bà Nguyễn Thị Trù được Liên minh Kỷ lục Thế giới công nhận là bà cụ cao tuổi nhất thế giới ở tuổi 123. Để đạt tới độ tuổi đại thượng thọ như vậy, cụ Trù có một bí quyết sống cho riêng mình. Liên minh Kỷ lục Thế giới vừa công nhận cụ Nguyễn Thị Trù là bà cụ cao tuổi nhất trên thế giới. Cụ Trù sinh ngày 4 Tây tháng 5 năm 1893, nguyên quán tỉnh Long An, đang cư trú tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, cụ đã sống qua 3 thế kỷ, 19, 20 và 21, và năm nay cụ đã tròn 123 tuổi. Cụ bà có 11 người con, nay chỉ còn 2 người, đều đã ngoài 80 tuổi, gần cả trăm cháu chắt. Dù đạt tới độ đại thượng thọ 123 tuổi, nhưng cụ Trù còn lưu lại trên gương mặt cử chỉ nét tinh anh. Theo quan sát của chúng tôi, cụ Trù hiện vẫn có thể ăn uống bình thường. Tuy tay chân của cụ đã teo tóp, nhưng mắt cụ vẫn còn sáng, giọng nói vẫn còn chuẩn. Bà Nguyễn Thị Ba, 77 tuổi, người con dâu út của cụ Trù cho biết, mỗi bữa cụ Trù có thể ăn được một bát cỡ trung cùng thức ăn. Có điều lạ là tuy cao tuổi, nhưng cụ rất thích uống nước ngọt. Nói về bí quyết sống lâu của cụ Trù, bà Ba cho biết, từ lúc 22 tuổi về làm dâu cho tới giờ, chưa thấy mẹ chồng mình cự cãi hay làm mất lòng ai. Cụ có một tình thương trải dài với mọi người xung quanh, vật chất đối với mẹ như vật ngoài thân vậy. Hơn nữa, trước đây khu vực gia đình tôi sinh sống có rau ngoài đồng, cá dưới kênh, thức ăn tự chế biến. Có thể vì những điều đó mà mẹ tôi đạt đến mức độ đại thượng thọ như vậy, bà Ba nói. Theo giấy chứng minh nhân dân của cụ Trù do Công an tỉnh Long An cấp ngày 25 tháng 7 năm 1979, cụ Trù sinh năm 1893, quê ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi thường trú là ấp 1, nay là ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối năm, người con dâu út dẫn chúng tôi vào nơi cụ Trù đang nghỉ ngơi. Những cơn gió thổi ào ào đến như xua tan đi cái nóng nắng của tháng chạp. Phía góc nhà, cụ Trù với thân hình nhỏ thó nằm lọt thỏm trong chiếc võng. Chiếc áo bà Ba cùng chiếc quần sa tanh đặc trưng của phụ nữ Nam Bộ gói gọn lấy thân hình cụ. Người con dâu cho biết cụ Trù hay ăn quà vặt, thích ăn đồ ngọt. Nhưng hiện nay do ăn đồ ngọt sợ không tốt cho sức khỏe nên cụ đã hạn chế ăn. Ngoài ba bữa chính, cụ cũng thường ăn hủ tiếu vào lúc nửa buổi sáng và chiều. Dù cao tuổi nhưng cụ Trù khá linh hoạt và tỉnh táo. Theo người con dâu của cụ Trù, cụ sinh được 11 người con, bà Ba là vợ của người con út. Đến nay trong số những người con ruột của cụ Trù, chỉ còn người con gái thứ 8 và con trai thứ 9 đều đã ngoài 80. Nghe mẹ đòi ăn, bà Ba ở cái tuổi thấp thọc cổ lai hy ấy lấy một bịch sữa chua đem ra và ngồi bên cạnh chiếc võng bóp ra nhẹ nhàng nói, con mời mẹ ăn. Mẹ tôi rất hảo ngọt và thích uống nước ngọt. Lúc còn trẻ, một mình cụ có thể ăn một lần 3-4 bát chè mà không biết ngán, người con dâu cho biết. Mẹ chồng tôi sống đơn giản và chan hòa với mọi người. Từ hồi về làm dâu lúc 22 tuổi cho tới giờ đã 77 tuổi, tôi không thấy mẹ cự cãi hoặc ghét bỏ ai. Cụ có giận thì cũng nhanh trôi qua, bà Ba nói. Ngày 9 Tây tháng 5 năm 2015, cụ Trù được công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Trên tường nhà cụ Nguyễn Thị Trù treo rất nhiều bằng chứng nhận kỷ lục, bản chúc thọ, trong đó có thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Trương Trấn Sang. Mấy chục năm nay, mẹ chồng tôi chưa một lần nào bị bệnh phải đi bệnh viện cả. Năm ngoái, cụ có bệnh cảm nên mua một vài liều thuốc uống thì khỏi luôn. Sở dĩ mẹ tôi sống thọ do cuộc sống thanh bình, môi trường sống an lành, con cháu hiếu thảo, gia đình hòa thuận. Hơn nữa, cụ cũng không giận hờn ghét ai nhiều. Cuộc sống của cụ khá vô tư nên mới đạt tới đại thượng thọ, người con dâu út cho biết. Cận cảnh bộ bàn ghế giá 700 tỷ khiến đại gia cũng không dám động tay. Bộ bàn ghế với mức giá 198 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 700 tỷ đồng, khiến nhiều đại gia choáng váng, được làm từ gỗ hoàng hoa lê hay còn được gọi là gỗ sưa. Một bộ bàn ghế ở bằng tường Trung Quốc gây tranh cãi khi mức giá được niêm yết siêu đắt 198 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 700 tỷ đồng. Đây là bộ bàn ghế có kích thước lớn làm từ gỗ hoàng hoa lê hay còn được gọi là gỗ sưa. Bộ bàn ghế quý giá này được làm từ 20 tấn gỗ cẩm lai vàng và do 50 thợ thủ công lành nghề chế tác cực lực trong 9 năm. Cả bộ bao gồm một chiếc bàn dài, một chiếc ghế sofa và 4 ghế bành cùng nhiều bàn nhỏ, ghế đẩu, kệ trưng bày. 50 người thợ đã phải làm việc cực lực trong vòng nhiều năm để tạo nên một bộ bàn ghế đặc biệt này.
năm 2011, bộ bàn ghế được hoàn thành. Bộ bàn ghế đã được trưng bày và rao bán từ năm 2011, tuy nhiên do mức giá quá cao nên đến tận bây giờ vẫn chưa có ai hỏi mua. Thậm chí một số người còn cho rằng bộ bàn ghế này không xứng đáng với giá trị ấy. Điển hình là lời nhận xét của một họa sĩ sơn dầu. Chỉ cần nhìn qua ông cũng biết rằng bộ bàn ghế sử dụng loại sơn kém chất lượng. Cây gỗ xưa có tên khoa học là Trabezoa, Toscanensis Bren. Ở Việt Nam còn được gọi là huỳnh đàn trắc thối. Còn ở Trung Quốc, cây xưa còn được gọi là hoàng hoa lê. Người Trung Quốc xem gỗ xưa là một trong bốn loại gỗ quý, bao gồm cả cây sí, thiết lực, tử đàn, hoàng hoa lê. Tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại, bộ bàn ghế được cho là đắt nhất là bộ bàn ghế bằng gỗ xưa hiếm có, được chạm trổ linh vật công phu, có giá ước tính khoảng 100 tỷ đồng của đại gia Minh Sâm đình đám một thời. Minh Sâm đã không tiếc tiền mua lại những món đồ này sau khi đã bán một bộ bàn ghế đang dùng với giá khoảng 10 tỷ cho vị đại gia ở nước ngoài. Xôn xao cây dứa lạ nở hoa cao gần 10 mét ở Nghệ An. Mấy ngày qua, người dân tại xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An đang xôn xao bàn tán chuyện một cây dứa, người dân địa phương còn gọi là cây dứa tàu nở hoa, có chiều cao lên tới gần 10 mét, vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt, trên thân hoa có tới 11 nhánh tựa như những cánh tay và mỗi nhánh có 3 búp được chia đều. Có ý kiến cho rằng nó bị đột biến ra lạ thường, có người thì bảo nó ở nghĩa địa nên thiên về chút tâm linh. Người dân địa phương cho biết cây dứa tàu kỳ lạ này được trồng cách đây khoảng 15 năm. Khi đó trong quá trình đang xây dựng nghĩa trang của họ tộc ông Mai Viết Ninh ở làng Vũ Kỳ, xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Khi xây dựng nghĩa trang họ tộc Mai Viết Ninh, họ đã trồng 3 cây dứa tàu trong khuôn viên. Trải qua hơn 15 năm, cả 3 cây dứa tàu này đều phát triển rất bình thường. Tuy nhiên cách đây khoảng 1 tháng thì một trong 3 cây bắt đầu có hiện tượng lạ là nở hoa và phát triển rất nhanh. Hoa của nó cứ dài ra và trên thân hoa được chia thành 11 nhánh nhỏ. Mỗi nhánh có 3 búp mọc ra vút cao như những cây tre, có hình thù rất lạ, nên nhiều người địa phương đã tìm đến xem. Lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều, nhưng cách đây hơn 1 tháng trong lúc đưa đám của bà hàng xóm ở nghĩa địa, tôi đã ghé qua thắp hương thì phát hiện cây dứa ở giữa nở hoa, còn 2 cây bên cạnh thì bình thường. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và lấy làm băn khoăn, rồi tự hỏi tại sao trong 3 cây thì chỉ có 1 cây nở hoa mà không phải là 2 cây ở cạnh bên mà lại là cây ở chính giữa, ngay ban công của nghĩa trang. Đến nay thì hoa cây dứa có phần chững ở độ cao gần 10 mét. Phía dưới gốc lá bắt đầu khô và rũ dần, còn phía trên hoa vẫn phát triển bình thường có màu xanh và mang hình thù có 102 lạ quá, ông Ninh nói. Theo ông Ninh thì hiện tượng cây dứa tàu nở hoa và cao đến gần 10 mét này đã được hơn 1 tháng nay, nhưng gia đình ông không cho ai biết vì sợ tin đồn sẽ gây phiền phức. Hơn nữa, do cây được trồng ở nghĩa địa nên cũng ít người qua lại không biết. Thời gian vừa rồi có mấy đứa trẻ con chăn trâu thấy kỳ lạ nên đã vào xem rồi chụp hình lên mạng xã hội, nên giờ đã có rất nhiều người đến xem. Theo những bậc cao niên ở trong làng này thì hiện tượng này chưa xuất hiện bao giờ ở vùng quê này. Được biết cây dứa tàu trước đây là cây hoang đã không được quan tâm nhiều. Lá của nó thường được hái về để ngâm nước, sau đó phơi khô dùng để làm dây thừng, dây vọng hay để lan lát các vật dụng thủ công trong nhà. Xuất hiện động vật ngoài hành tinh lang thang trên biển 300 triệu năm trước. Với cơ thể hình ống lạ, mắt nằm phía cuối thân và răng ở vị trí cuối cùng sau cơ thể dài và hẹp như thân cây. Loài sinh vật kỳ lạ này đã khiến các nhà khoa học không ngừng băn khoăn khi lần đầu phát hiện thấy nó cách đây 58 năm. Các nhà khoa học gọi tên loài vật quái dị này là Tubli Monster và xác định nó là một loài sinh vật có xương sống thuộc họ cá mút đá. Nó được dự đoán là thường xuyên lãng vảng ở những vùng nước ven biển nông tại quận Grundy, bang Illinois khoảng 300 triệu năm trước. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng rất có thể con vật có liên quan đến loài mực. Tuy nhiên, mực là động vật thân mềm nên không có xương sống. Vì vậy, giả thiết này dường như không có tính thuyết phục. Một nghiên cứu mới đây trên Monster Tutly cho thấy sinh vật này có một thanh sụn cứng giúp hỗ trợ cơ thể và mang. Điều này có nghĩa là con vật kỳ lạ là loài săn mồi có xương sống giống như một số loài cá nguyên thủy khác. Victoria McCoy, một nhà sinh vật học đã nghiên cứu tại Đại học Yale University nhưng hiện tại đang làm việc tại Đại học Lancaster cho biết: "Lần đầu tiên tôi đã bị hấp dẫn bởi những bí ẩn trong Monster Tutly. Với rất nhiều chứng cứ hóa thạch, chúng tôi đã tìm thấy những điểm tương đồng về nó với sinh vật cổ, nhưng vẫn không thể có kết luận chính xác về vấn đề này.
Hiện tại chúng tôi vẫn không hình dung được cuộc sống của con vật này như thế nào. Nó có đôi mắt to và có rất nhiều răng nên chắc chắn là một loài động vật ăn thịt. Sau khi thợ săn hóa thạch nghiệp dư tìm thấy nó lần đầu tiên vào năm 1958, sau đó hàng ngàn hóa thạch của sinh vật này đã được khai quật ở Mason Creek, quận Gurry, bang Illinois, Mỹ. Các nhà khoa học đã sử dụng sức mạnh của kỹ thuật phân tích mới, chẳng hạn như lập bản đồ nguyên tố synchrotron để chiếu sáng các tính năng vật lý bằng cách ánh xạ các chất hóa học của hóa thạch. Điều này sẽ giúp các nhà nghiên cứu làm sáng tỏ những tính năng của vật mẫu. Cuối cùng, họ phát hiện ra sinh vật này có một sợi dây cột sống thô sơ và mang. Đây là điều mà các hóa thạch trước đó không có. Giáo sư Derek Bish, người phụ trách về khảo cổ học động vật không xương sống tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, kiêm tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature cho biết, về cơ bản, không ai biết con vật này chính xác là gì, hóa thạch không dễ dàng phân tích rõ. Một số người cho rằng nó là một quái vật. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định dừng mọi nghiên cứu về nó tại đó. Mặt khác, rất nhiều câu hỏi về sinh vật này vẫn còn tồn tại. Nó không giống bất kỳ một loại hóa thạch nào trên thế giới và cũng không ai rõ nó xuất hiện lần đầu trên trái đất khi nào. Rất có thể là nó đang sống tại vùng nước nông bùn xung quanh bờ biển thuộc bang Illinois 300 triệu năm trước đây. Sau khi chết, con vật được bụng bao bọc và hình thành trong đá cứng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!